Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Dô Đêm Pan Vlog. Các bạn hãy bấm like đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử ông Uông Chu Lưu. Uông Chu Lưu sinh vào ngày 20 tháng 7 năm 1955, là một tiến sĩ luật học, chính khách Việt Nam. Ông hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Nguyên là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam 2002 đến năm 2007. Về xuất thân, Uông Chu Lưu quê quán xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, người dân tộc Kinh. Ông hiện cư trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Về giáo dục phổ thông 10/10, cử nhân luật, tiến sĩ luật. Về sự nghiệp, ngày 3 tháng 12 năm 1983, Uông Chu Lưu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính thức ngày 3 tháng 12 năm 1984, Uông Chu Lưu từng là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9, 10, 11 và 12. Năm 2001, Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam, được bầu là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2001-2006. Từ ngày 12 tháng 8 năm 2002 đến ngày 23 tháng 7 năm 2007, Uông Chu Lưu là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam. Uông Chu Lưu là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2002 đến năm 2007, tỉnh Sóc Trăng, kiêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Uông Chu Lưu là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2007 đến năm 2011, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 23 tháng 7 năm 2007, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12, Uông Chu Lưu được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 12 với tỷ lệ gần 94% số phiếu. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 2011, Uông Chu Lưu trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Thanh Hóa, với tỷ lệ số phiếu bầu trên 83%. Ngày 3 tháng 1 năm 2012, Uông Chu Lưu được Quốc hội Việt Nam khóa 13 bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, Uông Chu Lưu trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2016, Uông Chu Lưu được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 14 với tỷ lệ tán thành 96,76%, tổng số đại biểu 494 tán thành. Hiện nay, ông là Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 14. Tại kỳ họp thứ 5 năm 2018, về dự án luật đơn vị hành chính khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, ông cho rằng cần thiết phải có nhiều ưu đãi dành cho khu công nghiệp có thời hạn thuê đất 99 năm nhằm dọn chỗ để thu hút Phượng Hoàng. Uông Chu Lưu cho biết dự án luật đặc khu là chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông là thành viên cao cấp. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.